Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng đoàn công tác Trung ương đã có cuộc tiếp xúc cử tri là công nhân lao động thành phố Hải Phòng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổng Thư ký Quốc hội Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nia Ca Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng gần 1.000 công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng. Mục đích của tiếp xúc chuyên đề để lắng nghe tâm tư, tình cảm và nguyện vọng trực tiếp của công nhân, người lao động. Đây cũng là sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức để lắng nghe, ghi nhận thực tiễn mang hơi thở cuộc sống, qua đó bổ sung hoàn thiện chính sách, các khung khổ pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri là công nhân người lao động thành phố Hải Phòng đánh giá cao đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức cuộc tiếp xúc rất có ý nghĩa này, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Cử tri công nhân Hải Phòng đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội khóa 15 trong lập pháp, giám sát đã thông qua nhiều luật quan trọng, trong đó có những chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân người lao động. Cử tri đề nghị Quốc hội quan tâm, Quốc hội xem xét thông qua luật nhà ở, tháo gỡ những điểm nghẽn, bố trí quỹ đất tạo điều kiện để người lao động mua được nhà ở. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ luật Lao động, tăng số ngày nghỉ lễ, xem xét nghiên cứu tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thấp hơn ít nhất 5 năm. Trong bối cảnh sinh hoạt tăng giá hiện nay, việc xác định mức sống tối thiểu theo vùng còn thấp, cần làm rõ khái niệm này để có quy định mức lương tối thiểu phù hợp. Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đánh giá cao các ý kiến của cử tri công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cuộc tiếp xúc cử tri rất đặc biệt và ý nghĩa vì được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024. Cũng là cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm kỳ họp bất thường lần thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi trực tiếp thêm về các nhóm vấn đề mà công nhân lao động thành phố Hải Phòng đã nêu tại cuộc tiếp xúc, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn vất vả mà công nhân, người lao động đang hàng ngày phải đối mặt trong lao động sản xuất, đời sống, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết của đoàn viên công đoàn, người lao động để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, năm bản lề quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổng hợp, ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của người lao động, có báo cáo gửi Quốc hội và các bộ ngành xem xét triển khai, giám sát thực hiện trong thời gian tới.